Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình ha. Thì hôm nay mình quay cho các bạn xem về cái kiếng chắn gió của CB300. Thì ở phía trước màn hình các bạn có thể thấy là mình đang sử dụng một cái kiếng trắng trong suốt. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cái kiếng đen ha. Thì hôm nay mình có về cái mẫu kiếng đen. Bây giờ vợ mình sẽ vô ốm thử lên cho các bạn xem nè. Đó. Đây là cái mẫu kiếng đen của CB300R ha các bạn. Mẫu xe CB650 thì vẫn có hàng kiếng này luôn các bạn. Cái bát của nó thì sẽ khác thôi. Còn cái kiếng thì nó giống về kiểu dáng thôi các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là cái kiếng màu trắng và cái kiếng màu đen. Mình sẽ quay phía trước đầu xe nè. Đó, các bạn có thể thấy nè. Khi mà gắn kiếng vào thì rất là hợp ha. Mặc dù là kiếng trắng hay là kiếng đen gì gắn lên đều đẹp hết nha các bạn. Và cái kiếng đen này á, hàng rất là chất lượng. Bây giờ chất lượng chỗ nào mình sẽ quay cho các bạn xem. Mặc dù nó là kiếng đen và qua hai lớp kính nè, một cái kiếng màu trắng và cái kiếng màu đen nè, nhưng mà các bạn vẫn có thể là nhìn về phía trước rất là rõ ha các bạn. Tức là cái độ trong suốt của cái kiếng á, đối với những cái kiếng mà nó cái chất lượng nó không có được tốt á, thì nó đục các bạn. Các bạn không thể nhìn phía trước giống như thế này ha. Đây, bây giờ mình sẽ quay ngang ngang qua cho các bạn xem nè, khi mà cái xe mà gắn kiếng lên thì nó trông như thế nào. Đó, rất là đẹp ha các bạn. Dù là kiếng trắng hay là kiếng đen gì cũng đều rất là ok. Trong cái tour mà Sài Gòn Củ Chi Phan Thiết mình đi đám cưới á, thì các bạn thấy là mình test tốc độ của xe với kiếng chắn gió và không núp gió là 156 km/h. Thì khi mà gắn cái kiếng này lên thì không có bị cản gió gì hết nha các bạn. Có một vài cái mẫu xe mà khi mình gắn kiếng lên mà nó không có ok á, là chạy cảm giác là nó cản gió rất là khó chịu. Nhưng mà đối với cái chiếc CB300 này thì trang bị cái kiếng này lên rất là hợp ha. Nếu như mà không hợp á, thì mình không có sử dụng mà cũng không có giới thiệu cho các bạn đâu. Clip test chiếc CB300 ở bên Thái á, thì các bạn thấy á, là người ta núp gió nè, cũng như là xe không có kiếng chắn gió thì chạy lên 165 km/h trong một cái điều kiện mà đường xá rất là tốt, tốt hơn rất nhiều so với đường Việt Nam mình ha các bạn. Nhưng mà mình á, là không có núp gió nè, chạy với kiếng chắn gió 156 km/h trong điều kiện là cái đường nó có lên dốc nhẹ và test ở đường Hồ Tràm đó các bạn. Trong cái điều kiện mà đường có xe hơi phía trước rồi, nói chung là nó không có thuận lợi để cho mình test á, mà đã chạy được 156 km/h. Thì các bạn thấy là với kiếng chắn gió này mình đi tour thì rất là ok, và là các bạn có thể là sử dụng hàng ngày chạy xe không có bị cản gió ha. Mà đặc biệt là mình cảm nhận được rất là rõ luôn là khi mà sử dụng kiếng chắn gió này đi á, chạy cái áp lực gió nó đẩy vào ngực của mình nha, cảm thấy là nó giảm đi rất là nhiều. Bạn nào mà đang sử dụng xe CB300 này mà đi tour rồi á, thì khi mà xem clip này thì các bạn sẽ hiểu ý của mình đang nói cái gì. Là khi mà các bạn chạy chiếc CB với cái xe không có kiếng chắn gió, gió đẩy vào ngực của mình nó cảm giác là nó rất là khó chịu các bạn. Có cảm giác là như muốn ói luôn á, nếu như mà các bạn mà chạy với cường độ cao á. Tại vì cái xe này thiết kế á, là chạy đi tour ok, nhưng mà nó không có kiếng chắn gió sẽ gây cho cái người chạy hơi khó chịu đó. Còn về tư thế ngồi, dáng ngồi cũng như là điều khiển xe thì nó rất là ok rồi. Cho nên đó là khi mà mình biết được về cái dòng kiếng chắn gió này dành cho CB300, mình mua về test thử cảm thấy là rất ok các bạn, rất là đáng đồng tiền mắc gạo luôn ha. Nếu như mà không tốt thì mình không có giới thiệu cũng như không quay, không bán cho các bạn đâu. Các bạn cứ yên tâm về cái vấn đề này. Còn bạn nào mà gắn lên mà chạy mà không phải phải không giống như cái lời mình nói thì cứ việc nhắn tin chửi luôn cũng được. Tại vì mình bán hàng thì rất là uy tín, cũng như là trước khi mình bán thì mình đã test cho các bạn rất là kỹ rồi ha. Rồi bây giờ sẽ không nói nhiều nữa ha, cái bệnh nói nhiều quá. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem về kiểu dáng của nó từ trước ra sau. Bạn nào muốn mua thì có thể liên hệ mình ha. Nhưng mà đợt này thì có nhiều bạn đã đặt rồi, mình đã order về. Đó, bây giờ mình quay cho các bạn xem. Còn nếu như mà bạn nào mà bây giờ thời điểm hiện tại mà muốn mua hàng của mình thì chắc là phải qua Tết mới có nha các bạn. Tại vì chỉ còn có trên dưới là khoảng 40 mấy ngày nữa thôi thì order về vẫn kịp. Nhưng mà xui rủi mà ví dụ như trong cái điều kiện Tết á, nhiều hàng quá ở nước ngoài nhập về á các bạn, nó trục trặc thì mất công là phải qua Tết. Cho nên là cứ qua Tết đi, rồi có muốn đặt á, thì cứ liên hệ mình. Đó. Rồi bây giờ vợ mình sẽ lấy cái kiếng màu đen ra để cái kiếng trắng cho các bạn xem ha. View clip mà mình
hướng dẫn gắn cái kiếng này mình đã có làm rồi nha các bạn. Đó, kiếng trắng nè. Cái kiếng trắng này á, nó sẽ phù hợp cho những bạn nào mà mình chạy với cường độ cao và đi ban đêm á, thì khi mà mình núp xuống cái kiếng này á, mình có thể là quan sát ở phía trước, ok. Còn cái kiếng màu đen thì mình có thể là đi ban ngày, núp gió xuống cái kiếng để chạy ha. Nó không có quá cao đâu nha các bạn. Nè các bạn nhìn thấy không, ở ngay chỗ cái mức của cái hai kiếng hậu nè. Đó, không có quá cao nha, nó chỉ ở mức vừa thôi, đủ để cho cái áp lực gió nó không có đẩy trực tiếp vào người của mình. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái kiếng trắng này phía ngang hông và phía trước cho các bạn xem. Theo bộ kiếng này thì nó sẽ có hai cái bát cũng như là những cái ốc vít rồi bát gắn. Như các bạn đang thấy ở đây là mình đang sử dụng bốn cái con ốc titan. Bốn ốc titan này mua riêng nha các bạn, tại vì theo bộ nó không có ốc titan nha. Cho nên là khi mà ship về có nhiều bạn nhìn thấy clip này cái nói là sao không có ốc titan là mệt á. Tại vì một con ốc này nó tới 5-60 ngàn gì á, mình quên rồi. Thì ở trên bốn con này nó cũng ngoài 200 ngàn á. Còn cái bát nè, các bạn có thể thấy không? Nè cái bát. Giờ là đây này, cái bát gắn này các bạn. Thì khi mà cái kiếng trong suốt thì mình có thể là nhìn luôn được cái bát trong luôn ha các bạn. Còn cái kiếng màu đen á thì mình sẽ không thấy cái bát. Đó, kiếng màu đen thì khi mà gắn lên thì mình không thấy được cái bát, tại vì cái bát nó là màu đen rồi. Gắn màu đen lên nhìn xe rất là mạnh ha. Nếu như mà bạn nào mà muốn cái xe mình nó mạnh hơn, nhìn nó gọi là sao ta, nó khỏe hơn á, thì các bạn có thể là chơi cái kiếng màu đen này. Đó, các bạn nhìn thấy không, vợ mình thì thích cái kiếng màu đen các bạn, cho nên mình nghĩ là mình sẽ gắn cái kiếng màu đen. Nói chung mà vợ mình thích cái gì thì mình sẽ gắn cái đó. Kiếng màu đen này thì mình về dư được ba cái nha các bạn, nhưng mà mình sẽ lấy một cái mình xài, thì còn lại được có hai cái kiếng màu đen thôi. Thời điểm hiện tại là ngày 3 tây tháng 12 năm 2019 nha các bạn. Bạn nào coi tới đây mà muốn mua hai cái kiếng màu đen cuối cùng của mình thì có thể là liên hệ mình đặt dư về đó. Còn cái kiếng màu trắng này thì mình đang xài nè, tại vì mình sẽ để giữa cái kiếng màu trắng với kiếng màu đen. Bạn nào mà muốn mà thay đổi phong cách thì có thể là mua lần hai cái luôn. Thì về các bạn không cần phải hai bát ha, chỉ cần gắn bát một lần thôi, thì các bạn có thể là đổi giữa kiếm màu đen và kiếm màu trắng để mình có thể là thay đổi cái nhu cầu sử dụng. Các bạn chỉ cần tháo ốc này ra thôi. Ốc này thì bữa hai mình sẽ bán luôn ha bạn. Cái ốc này thì có thể là sử dụng chung với lại chiếc Winner X nè. Cái mã Winner X mình gắn lấy qua bạn, tại vì hôm bữa là mình đi mua không kịp á, mình mới lao háo của Winner X qua mình gắn lên trên CB300 mình xài đỡ luôn các bạn. Đó, bốn con titan ha. Mai mốt mà bạn nào mua kiếng nhắn gió mình muốn mua luôn ốc titan này thì cứ việc hú mình, thì mình sẽ bán luôn bốn con ốc này. Nó có theo cái bộ nó có ốc luôn cho mình, nhưng mà gắn ốc titan lên thì nhìn nó đã hơn. Đó, nhất là cái kiếng màu trong suốt này các bạn, gắn ốc titan lên nhìn rất là nổi ha. Kiếng màu đen thì gắn lên vẫn được thôi chứ không phải gì, kiếng màu đen gắn lên vẫn nổi ha các bạn, nó đẹp hơn. Theo cái bộ này thì nó cho mình theo bốn con ốc. Màu đen cũng nổi nè. Màu đen thì cái ốc titan này nó càng nổi bật lên ha. Nó cho mình theo cái ốc, nhưng mà ốc nó là ốc inox, ốc thường á, nhìn nó không có được đẹp cho lắm, thì chơi ốc titan này ok hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi view clip về cái kiếng chắn gió của CB300 ha. Bạn nào mua thì cứ liên hệ mình. Nếu như mà không ngại thì mình đặt hàng, mà lỡ có trễ thì qua Tết luôn cũng được. Còn nếu mà kịp trong Tết này thì ok. Bây giờ thì mình đã gắn cái kiếng màu đen lên trên chiếc xe CB300 của mình rồi ha các bạn. Đó, hồi nãy thì vợ mình có kêu là bây giờ nếu mà cảm thấy hít đó, thì có thể là lấy luôn kiếng màu đen xài. Đấy, cho nên là mình lấy luôn cái kiếng màu đen mình gắn lên luôn. Sẵn thì mình quay cho các bạn xem. Hồi nãy thì vợ mình cầm lên quay thì chắc các bạn nhìn cũng không có hình dung được cái độ đẹp của nó. Thì bây giờ mình đã gắn ốc đồ ngon lành hết rồi, mình quay cho các bạn xem chi tiết luôn nè. Đó, nhìn rất là hợp xe ha các bạn. Và có một cái điểm như thế này, mà khi mà các bạn gắn á, cần phải lưu ý là khi mình gắn thì mình nên gắn hai người ha các bạn. Mặc dù thì nó rất là đơn giản, mình đã có clip hướng dẫn rồi, nhưng mà trong cái clip đó mình quên nói một cái chi tiết cũng khá là quan trọng. Nghĩa là khi mà các bạn gắn á, thì nó sẽ có một cái bát dài như thế này. Bát dài, nó sẽ có bốn cái lỗ ốc. Các bạn gắn thì các bạn sẽ ốm cái kiếng nè vào chính xác của cái bát. Nó có bốn lỗ ốc, nhưng mà
Cái kiến này nếu mà gắn thì chúng ta phải bẻ vô trong tí xíu để cho nó sát. Những cái lỗ ốc này nó sẽ sát chứ cái bát. Thì chúng ta dặn ốc vào thì nó mới ngay với là cái bát và nó vô đều lực hết tất cả các bốn con. Còn nếu như mà các bạn dặn ở con này một dặn cứng con này thì tí xíu á, khi mà các bạn dùng lực các bạn ấn vào để cho nó sát chứ cái bát thì nó sẽ không có sát được và nó sẽ hư cái cục cao su chim ở bên trong mình dặn ốc á. Cho nên là các bạn lưu ý là khi mình gắn cái này á, mình phải nhờ thêm một người nào nữa đó, để ép cái kiến này cho nó sát với cái bát ở bên trong. Bốn cái lỗ ốc nó sẽ sát và cái kiến này nó sẽ sát với lại cái bát luôn. Thì mình dặn vào á, điều lực hết bốn con này nó sẽ ok hơn ha. Đây là một cái điểm mà lưu ý với các bạn nào mà đặt hàng của mình và gắn cái kiến này cho xe. Đấy, như hồi nãy mình có nói với các bạn là ốc titan nè, khi mà gắn lên thì nhìn nó rất là đẹp ha. Và đây là cái kiến kiến trắng hồi nãy mình mới vừa tháo nè các bạn. Đây, kiến trắng. Thì khi mà mình gắn kiến trắng này trong suốt á, thì mình có thể là nhìn quan sát là phía trước nè. Các bạn có thể là nhìn thấy được cái phần ghi đông rồi đồng hồ của mình luôn. Nhưng mà khi mà gắn kiến đen lên á, thì các bạn sẽ không thấy được cái phía bên trong. Đó. Cho nên mình thì mình thích là có thể thấy được cái phía bên trong cái đồng hồ luôn. Nghĩa là gắn kiến lên thì nhìn nó vẫn như là xe zin. Thì mình có thể lựa chọn cái màu trong suốt này. Còn nếu như mà muốn gắn lên nó nhìn nó ngầu cái xe hơn, nó mạnh mẽ hơn, thì các bạn có thể là lựa chọn màu đen như thế này ha các bạn.